Có thể nói là ngày hôm nay rất nhiều các bác đang bận rộn khi mà chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán, và ngày hôm nay cơ sở cũng rất vui mừng khi thông báo cho tất cả các bác anh em đang xem video này là bộ khuôn vuông rộng 80 chính thức cơ sở đã vừa kịp làm một bộ để ra mắt trước Tết, và bộ này sau Tết sẽ đi vào sản xuất đại trà để phục vụ cho tất cả các bác các anh em đang sản xuất trồng hành trên toàn quốc. Về trước khi vào giới thiệu chi tiết hoa văn của bộ khuôn này thì mời các bác anh em sẽ một lần nữa xem lại kích thước của bộ khuôn này. Đó, bộ khuôn này có chiều rộng phủ bì đo được là 80 cm và chiều cao phủ bì đo được là 47 cm, và kích thước của chân bộ này chiều cao của chân là 23 cm, như vậy 23 cộng với 47 là bộ này có chiều cao tổng thể là 70 cm và rộng 80, cao 70, là một kích thước rất là cân đối hợp lý. Nếu như trước đây bộ vuông rộng 70 chỉ có chiều cao tổng thể là 60, nhiều bác nói là nó hơi thấp một chút đúng không nhỉ, và muốn cao hơn để nó sâu hơn, có được nhiều đất hơn, rất thích hợp cho việc trồng những loại cây mà có rễ sâu. Thì lần này cơ sở đã thiết kế chiều cao bộ 80 nó sẽ sâu hơn, đáp ứng được đại đa số nhu cầu của các bác sản xuất trồng cảnh. Và bây giờ sẽ mời các bác chúng ta cùng nhau xem là chi tiết về hoa văn cũng như từng đường nét của bộ khuôn này như thế nào. Mời các bác chúng ta sẽ xem phần hoa văn trước. Cũng giống như bộ vuông 70 trước đây, hoa văn của bộ vuông 80 vẫn giữ theo lối tứ quý tùng cúc trúc mai. Đó, đây là cây tùng này, hoa văn cây tùng. Đây, các bác lại xem là hoa văn họa tiết cây tùng đã được bố trí rất cân đối vào cái khung tranh này. Và phần trên nó sẽ chạy một đường chỉ như này, một đường chỉ đó, và xung quanh nó đều có chuyện gấm nhá, xung quanh chuyện gấm rất là đẹp. Với những người làm chậu lâu năm thì chúng ta rất quan tâm đấy việc là độ khít của khuôn. Độ khít của khuôn, đường bổ khuôn của cơ sở làm là chẻ thẳng tắp và rất là khít luôn, chúng ta sẽ không nhìn thấy một chút nào gọi là hở nhá. Đó, và ở cạnh này thì bổ sung thêm phần lá lật như này, giúp cho cái chậu của chúng ta nhìn nó sẽ đẹp hơn này. Đó, sau mặt tùng chúng ta sẽ cùng nhau xem sang cây hoa cúc. Đó, đây là mặt hoa văn cúc đây, theo chiều xoay tùng cúc và đến hoa văn trúc. Còn đây là mặt hoa văn cây mai. Đó, như vậy là bộ này thiết kế lối tùng cúc trúc mai này. Bên ngoài của khuôn cũng được thiết kế đi thêm hai ống sắt chịu lực như này. Đó, giúp cho khi mà chúng ta đúc sử dụng lòng trong thì nó sẽ không bị biến dạng khuôn. Và đây là lòng trong nhé. Đó, lòng trong lần này thì cái đặc biệt hơn là nó sẽ để hai cái phần tai như này để định vị vào với cái khuôn vỏ ngoài của chậu, nó sẽ chắc hơn. Và cũng có thêm nhá, ống sắt chịu lực ở bên trong như này và bên dưới. Đó, nhiều bác là rất là lo khi mà lòng trong này nó dày. Vậy thì với bộ khuôn rộng 80 thì lòng trong cơ sở để nó một kích thước là vừa phải thôi. Đó, các bác có thể xem này, là 71 cm thôi nhá. Như vậy là cái phần miệng chậu khi mà ta đúc ra thì nó sẽ khoảng hơn 4 cm một chút thôi, hơn 4 cm một chút. Đó, chúng ta sẽ đi xem phần cái chân. Đó, đây là chân cao 23 cm, ở phần giữa là mặt hổ phù đây, mặt hổ phù này, đầu rơi ở các góc chân. Đó, đầu rơi các góc chân này, và để ý là mỗi cạnh chúng ta sẽ có hai phần tai bắt ốc như này. Đó, hai phần tai bắt ốc. Còn đây là lòng trong của chân nhá. Đó, với một bộ khuôn đầy đủ lòng trong của cả chậu và chân như này
Thì bác nào là người đầu tiên muốn sở hữu bộ khuôn này thì ngay bây giờ có thể liên hệ với cơ sở theo số điện thoại ghi trên màn hình. Thì ngay sau khi mà chúng ta ăn Tết xong thì cơ sở sẽ đi vào sản xuất phục vụ cho các bác, các xưởng sản xuất chậu cảnh trên toàn quốc. Các bác nhớ đăng ký theo cái kênh YouTube của cơ sở hoặc là liên hệ theo số điện thoại ghi trên màn hình để chúng ta là những người đầu tiên đặt bộ khuôn này về xưởng sản xuất. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Nhớ là bấm nút đăng ký theo cái kênh YouTube cơ sở để có thể xem những mẫu khuôn mới nhất sẽ giới thiệu trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo.